Sáng sớm đi đổi bằng lái các bạn ơi. Bữa hôm nay con vợ mình cái bằng lái hết hạn. Thì ở bên Mỹ bằng lái là 2 năm phải đổi một lần. Trời sáng sớm mới sáng sớm mà họ sắp hàng quá trời các bạn. Ở bên Mỹ là phải sắp hàng. Bây giờ họ chưa mở cửa nhưng mà mình phải sắp hàng các bạn. Trời không thôi rất là lâu các bạn ha. Đi đổi bằng lái mà sắp hàng cả tiếng đồng hồ các bạn. Tại vì nếu như mà các bạn không sắp hàng sớm á, thì lát các bạn đi vô á, là các bạn phải sắp hàng rất là lâu luôn. Đó, ai cũng tới đâu. Người tới sớm làm sớm bạn. Tại vì phải đi làm nữa, mấy người này cũng phải đi làm đó các bạn. Một ngày đi ở bên Mỹ đi làm giấy tờ là lâu lắm các bạn ơi. Nhân viên nó đi tà tà vô kìa, người ta đợi quá trời luôn. Các bạn thấy ở Mỹ là giấy tờ lâu lắm các bạn. Đứng sắp hàng nè. Đi đổi bằng lái á, họ phải cần mình có hai tờ giấy chứng minh là mình ở cái nhà này, không có thể là bưu điện, bưu nước, bưu ghe, nói chung là đủ thứ chứ. Cái này đúng giờ đúng giấc họ mới mở cửa bạn nhé, không đó nhân viên đi tà tè vô bạn, đem theo thùng cơm với lại nước đi vô nữa, làm giờ hành chính. Ở bên Mỹ là tới trước làm trước bạn, không có ưu tiên, không có ngoại lệ. Mình nó có bầu cho nên nó được vô cái hàng ưu tiên các bạn ơi. Quá nắng quá. Ok các bạn ơi, thì mới sáng sớm vô thì mình đi làm giấy tờ. Tới tiệm trước 10 giờ. Thì các bạn biết không mà ở bên Mỹ những cái chỗ mà làm việc hành chính họ không có cho mình quay phim các bạn. Họ không có cho mình đem súng vô, không. Thì những cái chỗ mà làm việc hành chính á, nó mở cửa từ 9 giờ sáng cho tới 5 giờ chiều bạn. Ok, tới trước làm trước, tới sau làm sau. Thì người Việt Nam của mình đi làm nail các bạn là họ phải mở cửa tiệm từ 10 giờ cho tới 7 giờ tối. Cho nên giống như bây giờ các bạn thấy không, mình phải tới đó mình đứng đợi, họ vừa mở cửa thì mình là người đầu tiên mình bước vô các bạn. Nhưng mà xui một cái bữa hôm nay á, khi mà mình tới á, mình tới đó là 8 giờ rưỡi bạn, là đã có rất là nhiều người đứng sắp hàng trước mình gọi bạn. Trời ơi, mới có 8 giờ rưỡi thôi đó. Các bạn thấy không? Thì những cái người này họ cũng có một cái suy nghĩ giống như mình là họ sẽ tới tiệm nail, họ sẽ tới trước để họ làm cho xong bạn. Nhưng mà rất là may bữa hôm nay con vợ mình nó có bầu bạn cho nên được ưu tiên. Các bạn biết những cái người già trên 65 tuổi hay những cái người bị tật nguyền hoặc là đang có bầu và đang cho con bú các bạn thì sẽ được ưu tiên đi vô một cái hàng line đầu tiên. Thì con vợ mình nó có bầu cho nên nó được ưu tiên đi qua cái hàng bên kia các bạn và nó vô sớm hơn những người khác. Cái đó là cái ở bên Mỹ cái bà sướng, người ta nói là đàn bà không, đàn bà là số 1, bà già là số 2, chị em là số 3 và con chó là số 4 các bạn. Thì đó chính là như vậy các bạn ha. Thì bây giờ mình đang ở tiệm nail của mình thì chẳng chưa có khách các bạn, tại vì bữa hôm nay là thứ 3. Thường thì thứ 3 nó rất là chậm các bạn. À, cầm cái điện thoại lên để coi có khách gọi vô không, không có khách gọi vô các bạn. Ok, thì không có khách gọi vô thì mình sẽ ngồi mình sẽ đợi thôi. Thì đó chính là một cái buổi sáng bận rộn của nhân lì các bạn. Các bạn thấy mình vậy chứ mình cũng rất là bận rộn. Bây giờ trong lúc mà không có khách thì mình sẽ coi bữa nay có khách hẹn hay không. Thì các bạn biết không, hổm gài thì tiệm nail của mình đang cần thợ. Nếu như mà các bạn nào coi video này mà các bạn nào mà đang kiếm việc làm thì các bạn có thể lên tiệm nail của mình. Mình nhận thợ các bạn. Còn nếu như mà các bạn nào mà không biết làm tay làm chân luôn á thì các bạn có thể lên tiệm mình luôn, nhân lì dạy luôn, dạy làm nail luôn. Mình có thể cấp bằng nail tại tiệm nail luôn các bạn nhé. Thì bây giờ mình đang dạy cho một người học nail tại tiệm nail của mình. Nếu như mà các bạn nào mà mới qua bên Mỹ á, mà chưa có việc làm, chưa có làm nail á thì các bạn có thể lên tiệm nail mình dạy cho các bạn. Ok, hẹn gặp các bạn trong video clip lần sau. Bye bye các bạn.